Cái bài thuyết pháp này thì bà con nhận thấy rằng là cái độ điên của ông tu sĩ này quá cao, tức là chỉ số điên lắm. Người ta thì dùng chỉ số IQ, còn ông này thì dùng chỉ số điên. Chỉ số điên ông này cao lắm, quá cao luôn. Đây để cho bà con nghe nha. Đây mời bà con nghe nha. À, chỉ số điên. Đất lành để chim đậu, mà nhà lành thì ma ở. Đúng như vậy. Nhà Bà con thấy không? Đó. Đó. Người ta chỉ số IQ cao chứ còn ông này chỉ số điên cao. Nghe lại này, nghe lại này. Đó. Lát rồi tôi phân tích. Đó. đất lành để chim đậu, mà nhà lành thì ma ở. Đúng như vậy. Nhà mà Rồi con cười nữa chứ, cười khoái nữa chứ không. Đó đấy, nghe tiếp này, nghe tiếp này, nghe tiếp này. Đó không có văn á thì cái người chủ nhà là cái loại người không chơi được. đó. Mình ăn ở như thế nào mà ma không thèm tới ở với mình, mọi người? Đồ điên ông này, phải nói thật sự ra là coi như là tới mức là thượng thừa rồi. Nếu mà tính bên kia tính chỉ số IQ, bên này chỉ số điên, một cách khập khiễng đi, thì ông này chỉ số điên này là nó cao hơn chỉ số IQ của Einstein. Đó. 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 Không xài được, không chơi được. Đó. Chỉ những người dễ thương nhà mới có vong ở. Mình ăn ở thế nào mà trong nhà không có một con ma? Ôi trời ơi là trời, bó tay bó chân bó cẳng với ông thượng tọa. Ông này phải gọi là thượng tọa điên đúng không? Đó. Cũng giống như là gì, ông bà mình nói có gì, đất lành chim đậu, đất lành đó, đất có cái khí lành, tự nhiên chim nó cứ quanh quẩn lại, nó reo hót quanh năm, thì mình biết là đất lành. Mà đất lành ở đây là gì, là người lành, trong nhà đó có người tốt, cho nên chim nó cảm nhận được cái tâm đó và nó cứ hay quanh quẩn còn mình tới cái nhà nào mà không một bóng chim kêu thì mình phải nghiêng. Ông này là ổng ngu ở cái chỗ này, ổng so sánh chim với lại ma ở cái chỗ này. Chim là cái nhân tố tích cực, nhân tố tốt, thì bên kia ông phải lấy cái nhân tố tương ứng là như vậy. Bởi vì cái con chim á, là nó báo hiệu cho những gì nó vui vẻ, thấy không? Là những cái không khí trong lành này kia kia nọ, thì người ta gọi là đất lành chim ở. Còn bên này ông so, ông đem ma ra ông so sao được. Ông lấy hai cái đó là nó ngược nhau để ông đem, là ông làm thì đâu có được, hiểu không? Đó. Ờ, cái gia đình đó, cái con người trong nhà đó có những người rất ác tâm, chim nó nhận ra được cái tâm lý đó, nó tránh xa. Nhớ như vậy, cũng như vậy, đất lành để chim đậu. Đó. Mà ở đây người ta nói đất lành chim đậu là người ta nói cả cái khu vực đó, đó. Chứ người ta không có nói một cái những ngôi nhà nha, nha ông tu sĩ điên, đúng không? Còn ông đem con ma ra để ông so sánh với chim sao được, đúng không? Đó. Mà nhà lành thì ma ở. Đúng như vậy. Cho nên tôi nói cái độ điên của ông này phải nói rằng là nặng lắm luôn. Ông đem một cái khái niệm bên này là cái tích cực, rồi bên này cái không tích cực, bên này một cái biểu hiện của cái vui vẻ hạnh phúc, còn bên này thì ngược lại. Ông đem ông đặt vào hai cái chỗ này, rồi ông kết luận là cái kiểu đó, đúng không?
Cho nên tôi nói thật sự ra cái ông này thôi à, vậy mà giáo hội không có cách chức trụ trì của ông. Tôi nói chỉ cần riêng một cái thuyết pháp này thôi, một cái này thôi là đã cách rồi. Chứ đừng nói đến cái chuyện mà sửa ngũ giới rồi cái này cái kia à, đủ thứ chuyện ở trên đời, bằng này bằng nọ rồi tùm lum tà la. Tôi nói chỉ cần một cái này thôi, một cái này thôi là đã đủ để là coi như là cắt xong rồi à. À. Ma họ ở với ta vì họ tin rằng ta là người tốt, ta cũng không kiểm soát họ được, thì có khi thổ thần cũng cho họ ở vì họ ở đó lâu quá rồi, cả trăm năm rồi thổ thần không đuổi đi được nên họ. Ông thật ông man vừa phải thôi, ông man lắm đâu, tưng lắm đâu có tưng được là như vậy. Ông đi Ở ông chết chung giả. ha, nói chung họ cũng làm cũng chẳng làm gì, nhưng họ đói vì ta không cúng cho họ ăn. Nhưng nhà hay xảy ra nhiều hiện tượng lạ, ví dụ có món đồ ta để đúng đó rồi bữa khác mất, không tìm nó được, có không ạ? Hoặc là trong nhà bếp buổi tối cứ nghe cái tiếng. Nói chung ông tào lao bất chế, ông thịt ông sao đâu ông ạ. Ông tào lao lắm. Đất lành để chim đậu, mà nhà lành thì ma ở, đúng như vậy. Khổ nổi là Phật tử là họ cũng nể nang ổng, họ cũng vỗ tay, mà Phật tử nói chung đâu có ai dám mà đứng lên mà phản đối đâu, thấy không? Rồi ông nói nhăng nói cuội nói xàm nói xí đồ cái gì đâu cũng cũng họ cũng ấy à. Nhưng mà trong lòng thì họ bức xúc đấy, mà cũng lạ là chỗ rằng là Phật tử ở đây đông mới lạ chứ, cái cách tuyên truyền kiểu nào đó Phật tử người ta đông Mà không có vong á thì cái người chủ nhà là cái loại người không chơi được. vậy chắc chỗ chùa ông chắc vong nhiều lắm hả? Vong nhiều cho nên bữa nay bữa nay là nó phá ông đó đúng không? Chùa ông vong nhiều không? Thấy không? Bỏ tay. Mình ăn ở như thế nào mà ma không thèm tới ở với mình vậy? Thì ông ăn ở tốt chỗ đó mà tới ở chùa ông nhiều đó, cho nên bây giờ mới sinh ra nhiều thứ đó, đúng không? Đó. Đó ông công nhận là tôi công nhận là ông tốt đó, ông ăn ở tốt đó à, cho tiền cho đồ mấy thầy đồ này kia kìa nọ không à, ủng hộ đồ cho trường đại học luật Hà Nội đồ tiền đồ tùm lum tà la ha, mời thầy ăn nhậu rồi này kia kìa nọ, do đó chùa chùa ông ma nhiều đó hả? Đúng Tôi không? không xài được, không chơi được. Đó đó. Chỉ những người dễ thương nhà mới có vong ở. Đó rồi, chỉ những cái chùa như chùa của ông thì là coi như là phong ở nhiều đó đúng không? Trời ơi là trời.